Chào bạn, tôi vừa mới về tấm dán cửa may mắn bình an có hình ngài Trung Quỳ Chư Tà Ma Chiêu Tài. Cái này được tặng những bạn đặt hàng ở trên trang ngọcphongthủy.vn. Tôi sẽ để ở trên trang ngọcphongthủy.vn, mức giá là 0 đồng nên là khi đặt hàng các bạn add vào giỏ hàng thì tôi nhớ tôi sẽ dành tặng cho bạn các bạn nhé. Nên với những người mà chỉ đặt qua Zalo hoặc chat hỏi thì chắc chắn là sẽ không có cái này, vì những người mà đặt trên trang ngọcphongthủy.vn có nghĩa là các bạn đã giúp tôi giảm thiểu rất nhiều cái công giai đoạn đóng hàng, tạo đơn hàng, nên là đây là phần quà dành riêng cho những ai ủng hộ đặt trên trang ngọcphongthủy.vn. Cảm ơn các bạn. Tôi sẽ để một tấm để đo năng lượng xem thế nào. Tất nhiên là giấy thì nó sẽ không thể mạnh được như đồng, tuy nhiên là có cái linh phù in của tôi đằng sau thì không biết là nó như thế nào. Được 180 đấy các bạn. Thế là cũng ok rồi. Giấy có linh phù mà còn mạnh hơn cả đá. Dán cửa có thể giúp tăng thêm cái năng lượng dương cho ngôi nhà. Tất nhiên là không thể thay thế được cái linh phù đồng đâu các bạn nhé.